Xin được chào các bác, cô chú, anh chị. Đấy, các bác, cô chú, anh chị có để ý thấy tiếng ếch nhái nó kêu không? Ếch nhái nó kêu ngoài cái hồ Tây Mỗ này thôi các bác. Đấy, trên này gió hồ rất là mát, các bác nhìn thấy gió. Phía kia là phía hồ. Đấy, lên nhấp bụng nước rồi lại chuyển cái này mới bắt hôm nay. Hôm nay thì lại xuất quân đi chơi một tí các bác ạ. Còn thì mấy anh em lại gặp nhau, có đi với mấy anh lớn tuổi hôm nay, có anh Linh với mấy bác ở cũng gần nhà, thì tôi bắt cái này và chủ yếu đi lấy được mấy bao phân lợn, 3 bao. Đấy, thì vừa đúng thực tế là vừa đội cứt lên đầu đấy các bạn, đội cứt lên đầu từ dưới kia trèo lên mái, định dùng cái dây để kéo lên, nhưng mà thôi, trong muốn vợ con nó động vào thôi, mình bề nó lên nó cũng không nặng, nó khô. Đấy, thì dùng cái đấy là tốt các bạn. Thì tiện công thì bắt cái cây xanh quê này, nó nhìn dáng thích quá, rất hay, thì bắt cây này nuôi nó cũng rất là rẻ. Đấy các bạn, thì bây giờ vật lá ra để các bác xem, nhưng mà cái cây bể bãi rất là kinh khủng, rất là kinh khủng luôn, cỡ mini rất hay. Đất thì tốt rồi, đất toàn phân tốt, chẳng phải thay nữa. Nếu mà đất mà kém thì tôi rũ rồi tôi thay, các bác xem bể rồi luôn, nhưng mà thôi, nó vừa mới làm lại đất cho nên là phần trên đấy các bác nhá. Đấy, đây trình bày ý tưởng các bác là cây cơ bản là tay một thì là vẫn dùng cái tay này, tay hai thì đây, cái này thì vặn vẹo này chắc là không dùng được cái tay này, bỏ tay này đi. Cái hạ cổ này rất hay, nhưng tiếc quá không nảy được cái mầm nào ở đây, thì chắc phải bỏ cái khẩu này đi, dựng lại cái này. Đấy, và có thể đánh cái tay hai, có thể sau dùng cái tay này, cái này là ngọn. Đấy, đấy, cơ bản để vặn ra cái đã, cũng chưa kịp ngắm nhiều. Vâng nha. Rồi, ok. Ngày mai là một ngày múc mít bón phân cho cây. Anh em đến chê quá vì là lười chăm. Đấy, tôi lười chăm thật sự lắm. Đấy, thì tôi bây giờ cũng phải chịu khó phân do một chút. Nhà nó chật quá là nó cũng khó chịu lắm đó. Phân do đâu bây giờ. Mình sẽ đeo vòng lên. Đeo vòng, đeo khuôn lên thì đổ phân nó không bị rơi ra. Đấy. Ôi, đây là công việc của ngày mai. Hôm nay ta cứ làm cây ạ. Còn 2 cây nữa là hết cây, lượt cây để làm rồi. Có quay vòng lại thì là cây lại cây lần trước. Mà vẫn còn 2 cây nữa chưa đến, thì có cây này mới cây nữa. Đấy, các bạn. Thôi cứ tình hình như vậy, ta cứ cố gắng ở nhà để đi chơi các bạn nha. Đấy. Mình đi chơi ngoại có mấy em này, mới quen đến chơi, cũng vui lắm. Thôi. Anh em đây cây được chịu này. Đây là lá các bạn nhỉ. Tôi chưa mới thấy định sơ đây, chưa nhìn kỹ. Đúng là tiệt nó. Lá rất là dày, lá rất là dày. Nhưng mà nó còn là tay cảnh nó hơi non, cảm giác nó hơi xanh xanh. Đấy, cũng rất là nhiều khi này. Cái việc của tôi là quay phim này, tôi phải thường cắt sớm, có khuyên các bác là hạn chế làm theo tối đa các bác. Đấy, chỉ là theo cái hướng đi, và cái cách làm thôi. Chứ đừng làm này thì cùng một thời điểm của tôi, nó hỏng cây, không hỏng thì nó cũng bị chặt cây. Tôi quay phim thì tôi không thể nào. Mà một cái cây vài năm tôi mua quay một cái cây, quá trình từ nay đến vài năm sau tôi lại quay lại thì các bác theo dõi nó không kịp, nó không chờ được. Thế buộc tôi phải làm sớm một số cái tay cành các bác nhìn, định hình.
Đấy các bác, khu vệ sinh là nó hòm hòm rồi. Đầu tiên là phải sạch sẽ đấy các bác. Xong ta làm nó mới nhìn nó mới thoáng. Cái thứ hai là ta nhìn và chọn mặt chính để làm. Nhìn phải chọn một mặt chính. Định hình là mình định làm gì thì phải chọn được cái mặt chính. Xong rồi mới xây dựng lên. Đấy, thì cây này thì giữ tay 1 được rồi. Tay 2 đang tính thiết và lấy cái ngọn. Bây giờ các bác xem tôi làm xong tôi sẽ trình bày các bác nhé. Đây, mặt này sẽ chọn là mặt chính, sâu thuận. Đấy, phần này lưng này. Này lưng này. Lưng cũng đẹp. Quyết định chọn mặt này. Này là mặt chính các bác nhá. Các bác nhìn thấy thế này đúng không? Mặt này mặt chính nhá. Khâu ngắn cái này. Khâu ngắn cái này. Đầu tiên ấy, để đỡ nhầm bỏ này đi. Đấy. Cái đầu này nó to. Bỏ đi. Nếu không mọc được đây chắc chắn sẽ phải lấy cái này ra đánh ra. Đẩy cái này ra ngoài. Đẩy này ra ngoài. Thấy cái này các bạn, để lên làm ngọn. Cái này là không nảy được nữa. Buộc phải bỏ đi cái này, không nảy được nữa. Nó nảy là nó nảy rồi.
không dùng được cái tay này các bạn. Bỏ. Đấy. Cái này thôi. Các bác nhìn này, chẳng dùng được cái gì. Cái cổ ngọn này thì họ cắt giật đây rất chuẩn rồi, nhưng mà lại không nảy được mầm. Đấy. Thì bây giờ tôi dựng ngọn ở đây. Cái này phi ra, dựng ngọn ở đây. Sau đẩy một cái ra kia, thế là xong. Đấy. Cái ngọn này lên xong lại đẩy một cái ra đây, cắt giật một nhịp nữa xong một cái lên ngọn. 1, 2, 3, 4, 5. Bể bãi này các bác, cái này để nuôi, để cái dễ nuôi, để nó phồng chỗ này một chút các bác nhé, phồng chỗ này một chút, phồng cũng được, chẳng phồng được nó cũng không bị thóp. Chỗ này nếu mà nuôi cái tay này thì nó còn lo bị thóp, chứ còn bây giờ không nuôi cái tay này. Cái tay này mình chọn mặt này mặt chính của bác, nó sâu này không? Mặt chính mà thì không nuôi cái này được, cái này không dùng được, phải nuôi cái này. Và cái này ngọn. Đấy. Cái này không dùng được vì là không lên được. Mặt sau này các bác. Đấy. Cái này đẩy ra đây. Đấy, rất gầm gừ. Cái này tôi không dùng được, nó che mất cái chỗ bệ này, nó thấp quá. Che mất chỗ bệ trên là không dùng được. Tất nhiên là muốn tận dụng lắm nhưng mà không dùng được. Theo ý của mình, mỗi bác sẽ làm một ý, nhưng mà mình kiên trì cái theo đuổi cái của mình, cái phong cách của mình. Đấy. Phê lắm. Xanh quê các bác nhé. Bể bãi này, tứ diện luôn. Bệt
phải bệt chứ sướng đó. Bò mặt chậu sướng mặt nhìn già, chỗ này rất già này vì cái tay cút là non thôi. Rồi, các bác chúc mừng em đi nhá. Cây quay đẹp đấy, mà lại mua được giá rẻ. Rồi, xin cảm ơn các bác nha. Hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo.